Xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại kênh YouTube của Sấy Đẹp 88. Em là Trọng Xe Đẹp đây. Thì đã lâu rồi chưa có chia sẻ và báo giá chi tiết tổng hợp tất cả những cái mẫu xe dòng xe Kia cũng như mẫu xe dòng xe Olin tại salon của Sấy Đẹp 88. Thì hôm nay em sẽ xin được báo giá tổng hợp những cái mẫu xe mới về nhé, những cái mẫu xe mới về để anh chị em có thể nắm được. Và ngoài ra thì cũng đã còn có rất là nhiều những cái mẫu xe đang có mặt ở salon Sấy Đẹp như những cái mẫu xe dòng xe Olin mới về này, Olin 700, Olin 350, 3,5 tấn, 5 tấn, 7 tấn đủ cả các bác nhá. Thì sẽ chia sẻ những cái mẫu xe từ những dòng Kia mới về và những cái mẫu xe Olin mới về để anh chị em có thêm cái sự tham khảo cũng như là cân đối xem nó phù hợp với mẫu xe nào. Có nhiều tầm tiền nhá, từ 150, 200, 300 đủ cả, không hề thiếu nhá. Bây giờ chúng ta cùng đến với cả báo giá chi tiết trong ngày hôm nay. Ngày bãi xe đang có rất là nhiều xe và chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái mẫu xe tầm tiền 145 triệu đồng. Đây. Kia K2700 đời 2006, một mẫu xe tải tải trọng là 1,25 tấn hạ tải. Đầy đủ điều hòa. Cũng như là lót sàn rồi, cabin lật rồi các bác nhé, cabin lật rồi. Đời 2006 thì cabin lật rồi. Đấy, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn rồi. Và mẫu xe này cũng đã có hình ảnh rất chi tiết và cụ thể. Với mức giá là 145 triệu đồng các bác nhé, 145 triệu đồng. Đấy, anh chị em có thể tham khảo một mẫu xe này. Tải trọng là 1,25 tấn hạ tải nhá, tải trọng là 1,25 tấn hạ tải. Chú 1,25 tải số còn 1 tấn, thùng trước này thì dài 3m15 và sử dụng hệ thống treo bằng thụt nhún càng chữ A lên, chạy rất là êm ái và nhẹ nhàng các bác nhá. Rất là êm ái và nhẹ nhàng với mức giá là 145 triệu đồng. Cái video này thì em sẽ chia sẻ thật là nhanh, báo giá thật là nhanh những cái mẫu xe mới về thôi. Đấy, anh chị em mà cần thêm thông tin chi tiết có thể vui lòng cho máy gọi điện cho em ngay. Và khoảng tầm 11 giờ trưa nay sẽ có thêm cái chương trình livestream chia sẻ báo giá nhá. Các bác có thể theo dõi. Đó. Cùng với tầm tiền khoảng tầm 150, chúng ta sẽ có những cái mẫu xe nào. Tiếp tục cùng đến với cả một cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 nữa ở phía ngoài đây. Rất là nhiều, gần như thời điểm này là bãi xe đã chật kín rồi. Đầy ra ngoài rồi nhá. Đó. Kia K2700 đời 2007. Chiếc xe này thì trước đây chủ cũ mà ta chở nhôm kính thôi, nên là người ta cũng đã tháo bà ra rồi. Đấy. Và chiếc xe này thì có thể lật được, mở được các bừng bên này nhé, mở được các bừng hông này. Đấy, mở được các bừng hông này. Sử dụng pin thủy lực nhé. Đây. Đây. Mở được các bừng này. Em sẽ có cái video review chi tiết xe này sau nhé. Đấy. Một mẫu xe đời 2007 nhé. Tải trọng là 1,25 tấn hạ tải, xuống còn 1 tấn, thùng dài là 3m15. Thùng mở cánh rơi và mở tốt hai bửng nhá. Và vẫn có cho bà biết sẽ có cho bác. Đấy, và trang bị đầy đủ điều hòa rồi và lót sàn rồi. Đời 2007 này thì cabin lật các bác nhá, cabin lật rồi. Và em đã có hình ảnh rất chi tiết cho mẫu xe tải này rồi. Các bác có thể theo dõi lại trên các kênh fanpage để có thêm thông tin, hoặc là kết nối Zalo với em qua số điện thoại là 0975 180 777 và 0981 188 765 các bác nhá. Đấy. K2100 đời 2007 với cái mức giá là 150 triệu đồng các bác nhá. 150 triệu đồng cho mẫu xe này, nhanh tay gọi điện cho ngay. Đó. Tiếp tới chúng ta cùng đến với cả thêm một số những cái mẫu xe mới về, như là một cái mẫu xe Olin 350 này. Olin 350. Đấy, Olin 350 đời 2017. Và mẫu này đây em báo giá với cái mức giá là 275 triệu nhá. Tải là 3,49 tấn, thùng dài là 3,7 m. Với mức giá là 275 triệu đồng cho mẫu xe Olin 350 đời 2017. Đấy. Mẫu xe báo giá những cái mẫu xe mới về thôi, thì mẫu xe này cũ rồi. Tập trung báo giá những cái mẫu xe mới về thôi nhá. Đó. Tiếp tới là một cái mẫu xe Kia này. Đấy, Kia mới về này. Thông tin chia sẻ là sau. K165 2017. Mẫu xe biển số Quảng Ninh. 14C19421 đời 2017. Cái mẫu xe tải này thì đang để em báo giá với cái mức giá là 345 triệu nhá. 345 triệu đồng. Tải trọng là 2,4 tấn, thùng dài là 3,5 m. Sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn rồi. Xe sẵn dùng các bác nhé, xe sẵn dùng, bạt mới các thứ này, thêm những cái ốp tắc kê này, đấy, mũi lướt gió, ốp tắc kê, mũi lướt gió, tổng thành xe thì đều xe, cam kết cho bác không đụng vào chạm gì cả các bác nhé. Đấy, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm từ tháng 4 năm 2023, đấy, đăng kiểm tháng 4 năm 2023 các bác nhé. Đó, Kia K165 đời 2017, tải trọng là 2,4 tấn, thùng dài là 3,5 m các bác nhé, thùng dài là 3,5 m, đó. Tiếp tới sang bên đây chúng ta cùng đến với cả thêm một số mẫu xe này. Kia K140 đời 2014. Đây cũng là một mẫu xe mới về.
Một mẫu xe tải trọng là 1 tấn tư đủ, thùng dài là 3,5 m các bác nhé. Tải trọng là 1 tấn tư đủ, thùng dài 3,5 m. Và với tải trọng là 1 tấn tư, sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, cõng hàng quá tải tương đối ổn định, đầy đủ điều hòa rồi. Và cũng đã có hình ảnh rất chi tiết rồi. Đăng kiểm tới tháng 1 năm 2023. Và những cái mẫu xe đã 2014 này đang chuẩn bị xuống là 6 tháng một lần các bác nhé. Đang chuẩn bị xuống 6 tháng một lần rồi. Đấy, hết lần hết cái tháng 1 này là chuyển xuống 6 tháng một lần rồi. Đó. Đầy đủ đây. Đấy, điều hòa, ghế bọc da, thiết kế bọc da, trần đỉnh nguyên bản. Và những cái công năng cơ bản như là toàn bộ phần hộp để đồ này hoạt động tốt này. Đấy, hoạt động đồ. Toàn bộ phần này hoạt động tốt này. Đấy. Có thêm những cái gì đây? À, có thêm con dao. Găm luôn. Đó. Hoạt động tốt các bạn nhá. Đấy. Những cái phần đài FM các thứ đầy đủ cả. Xe sơn nguyên bản có rất là nhiều, có bắn tỉa qua, đầy đủ điều hòa lốp sàn. Và mức giá đang là em chia sẻ cho mẫu xe tải này là 268 triệu các bác nhé. 268 triệu đồng. Và hiện tại em đang có 2 đến 3 mẫu dòng xe Kia K140 là 2014 nữa, nên các bác có thể theo dõi thêm nhé. Đó. Kế bên một cái mẫu xe dòng xe Kia K40 đó là một cái mẫu xe dòng xe Kia K3000 đời 2013. Một mẫu xe dòng xe Upshot nhé, dòng xe tải đời Upshot của dòng xe K3000. K3000 thì nó chỉ có tới đời 24 thôi. Đấy, đây là một mẫu xe biển số Phú Thọ. Và tải trọng của mẫu xe này là 1 tấn 4 hạ tải, xương 1 tấn 1. Thường ấy, dòng xe K3000 sẽ có hạ tải, sẽ có cái tải là 1 tấn 1 hoặc là 1 tấn 2. Có những chiếc xe được nhiều tải thì được 1 tấn 2. Và cái quan trọng là các bác vẫn được chở quá tải 10%, nên nó cũng sẽ là được đầy đủ là 1 tấn 4 thôi. Xe thì tất cả mọi thứ là nguyên bản, từ kính, các mắt kính là nguyên bản này. Xe cam kết không đụng va chạm này. Nội thất là ghế bọc da, trần nỉ. Và các bác có câu hỏi là tại sao mà không quay máy móc? Thực ra là bài báo giá thì chắc chắn là sẽ có những cái video quay chi tiết. Nên là các bác mà cũng đang quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối với em nhé. Mà đang cần tìm những cái mẫu xe nào thì có thể kết nối với em sẽ gửi thông tin cũng như là báo cái mức giá ưu đãi hơn nữa các bác nhé, ưu đãi nhất cho các bác để các bác có thể lựa chọn nhé. Quay review chi tiết luôn. Đó, ok. Sang phía bên này, những cái mẫu xe dòng xe K15 em cũng đã có chia sẻ rồi. K15 đã có chia sẻ rồi. Đấy, bây giờ sẽ đến với những cái mẫu xe mới về thôi. Đấy. 24C03601, đây cũng là một cái mẫu xe Kia K140 đời 2014 nữa. Và cùng cái mức giá là 268 triệu các bác nhá. Cùng cái mức giá là 268 triệu đồng. Tải trọng là 1 tấn 4, thùng dài 3,5 m. Đấy, màu xanh dương, 268 triệu đồng cho mẫu xe này. Đây, tổng thanh thì đầy đủ này. Điều hòa đầy đủ, lót sàn đầy đủ các bác nhá. Xe thì tất cả những cái mã kính còn nguyên này. Đấy, mã kính còn nguyên này. Đấy. Và đã có rất là nhiều những cái video chia sẻ về cách xem xe rồi. Các bác có thể tham khảo lại trên kênh YouTube của CD8. Và hiện tại em cũng đang có một cái kênh TikTok mới, nên các bác có thể tham khảo thêm nhá. Đây. Nội thất này. Ghế bọc da rồi, trần nỉ, ghế bọc da, trần nỉ nguyên bản nhá. Đó, ghế bọc da, trần nỉ nguyên bản này. Đây. Tất cả công năng cơ bản để hoạt động tốt. Em xin được báo giá lại mẫu xe này, 24C03610. Đây là một mẫu xe tải trọng 1 tấn tư đủ, Kia K140 đời 2014. Trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn. Với kiểm tra đăng kiểm nào? Với đăng kiểm tới tháng 12 năm 2022 các bác nhé. Đăng kiểm tới tháng 12 năm 2022. Với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 268 triệu đồng các bác nhé. 268 triệu đồng. Đó. Tiếp tới là một cái mẫu xe Kia K3000 đời 2012. Đây. Kia K3000 đời 2012. Biển số Vĩnh Phúc 88C01855. Trang bị đầy đủ điều hòa, nóc sàn và cũng đã có hình ảnh rất chi tiết cho mẫu xe này rồi. Với mức giá là 235 triệu đồng các bác nhé. 235 triệu đồng. Và hiện tại thì đối với dòng xe Kia K3000 đời 2012 thì em đang có khoảng tầm 5 mẫu, từ màu xanh dương, xanh bộ đội, đầy đủ cả các bác nhé. Chủ yếu là màu xanh thôi. Hiện tại trên em chủ yếu là màu xanh. Đó. Nội thất thì ghế bọc da rồi, trần nỉ nguyên bản, kính mã kính còn nguyên nhé. Xe mã kính còn nguyên này. Đó, những cái công năng cơ bản như đài FM đầy đủ nhá. Có cả camera hành trình,
Đó. Đây toàn bộ nội thất đây. Đó. Anh chị em mà cần thêm thông tin chi tiết về cái hình ảnh, máy móc, gầm bệ của chiếc xe này thì vui lòng nhắn tin kết nối Zalo và chụp cho các màn hình lại, gửi cho em sẽ gửi cho các bác hình ảnh thông tin chi tiết hơn. 88C01855 Kia K3000 đời 2012 với mức giá đang được chia sẻ so mẫu xe tải này là 235 triệu các bác nhé. 235 triệu đồng. Đó. Tiếp tới là một mẫu xe biển số Bắc Ninh 99C15443 Kia K3000 đời 2014, một mẫu xe tải đời cuối cùng của dòng xe Kia K3000. Tải trọng là 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,1 tấn các bác nhé. 1,4 tấn hạ tải xuống còn 1,1 tấn. Trang bị đầy đủ điều hòa cũng như lót sàn rồi, và ngày hôm qua em đã có hình ảnh rất chi tiết đăng trên các kênh Zalo cũng như là fan Facebook là trọng xe đẹp rồi các bác nhé. Đó. Tổng thể nội thất thì ghế bọc da rồi này, ghế đã bọc da rồi. Đó, chân nỉ nguyên bản nhé, ghế bọc da chân nỉ nguyên bản này. Đó. Đây. Toàn bộ phần đài FM hoạt động tốt này, đài FM này, điều hòa hoạt động tốt nhá, xe thì hoạt động bình thường. Cam kết cho bác là không đụng va chạm gì và tất cả cái giấy tờ thủ tục đảm bảo cho anh chị em. Ngoài ra thùng thì cũng đã đóng theo kiểu dạng thùng nhà máy nhá. Thùng thì đóng theo thùng nhà máy. Bửng thì ba bửng thôi nhưng không mở được, có nhà bởi vì đã hàn xong rồi. Đầy đủ điều hòa, lót sàn. Thêm thông tin chi tiết kết nối với em ngay để có thêm thông tin và mức giá ưu đãi nhất. 99C15443 Kia K3000 đời 2014, một mẫu xe tải tải trọng 1,4 tấn hạ tải xuống 1,1 tấn. Đầy đủ điều hòa, lót sàn, giấy tờ đầy đủ đảm bảo cho bác với mức giá là 258 triệu các bác nhé. 258 triệu đồng cho mẫu xe này. Đó. Ok, đi vào phía bên trong này, chúng ta cùng đến với thêm những cái mẫu xe dòng xe Kia K3000 cũng như là những cái mẫu xe dòng xe Kia K140 các bác nhé. Đây. Đây là một mẫu xe lăm bửng, đây thì cũng đã có video chi tiết về mẫu xe lăm bửng này rồi. K3000 đời 2011 các bác nhé. Đó. Tiếp tới này, 89C00080004. Đây là một cái mẫu xe dòng xe Kia K165 đời 2015. Đã có video đầy đủ nhá, đã có video đầy đủ rồi với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 305 triệu nhá, 305 triệu đồng. Đấy. Đã có video rất là cụ thể và đầy đủ rồi. Đấy. Đây, tổng thể nội thất đây. Ghế bọc da này. Chân đỉnh nguyên bản này. Đó. Đã có video rất chi tiết rồi. Các bác có thể ra lại trên các kênh fanpage nhá. 89C08004 Kia K165 đời 2015 với cái mức giá là 305 triệu đồng các bác nhé, 305 triệu. Về phía sau đây cũng ra cùng đến với thêm những cái mẫu xe nữa. Mẫu xe biển số 16N0640. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K3000 đời 2009. Đấy, hiện tại đời 2009 đang có 1, 2, 3, 4 mẫu nhé. Đang có 4 mẫu K3000 đời 2009 biển 16N đây, và ngay sau đấy cũng là một cái mẫu xe đời 2009 nữa. Em đã có cảnh chi tiết rồi thì em sẽ có review sau. K3000 2009, cái mẫu này thì đang được em chia sẻ với cái mức giá là 205 triệu nhá. 205 triệu đồng. Đấy, 205 triệu đồng cho mẫu xe tải này. Đầy đủ nội thất, ghế bọc da, điều hòa lót sàn đầy đủ. Trần cũng làm trần rất là đẹp rồi. Đấy, rất là đẹp sạch sẽ rồi. Đấy. Xe thì đảm bảo chất lượng cho bác, xe sẵn dùng thôi. Em cũng đã kiểm tra rất kỹ lưỡng vào những cái mẫu xe này rồi. K3000 2009 biển số 16N0640 với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 205 triệu các bác nhé. 205 triệu đồng. Đó. Cùng cái mức giá 205 triệu đồng thì chúng ta cùng đến với một cái mẫu xe Kia K3000 đời 2009 nữa, biển số 16N7190. Theo mô tả thì mẫu xe này trang bị đầy đủ điều hòa lắp sàn, sơn zin, điều hòa hãng, máy móc vẫn còn zin nhé, máy móc vẫn còn zin. Đấy, theo anh em kiểm tra thì là máy móc vẫn còn zin nguyên bản, mà zin chất nhé, zin chất luôn. Và với cái mức giá cũng chỉ có 205 triệu đồng thôi thì nhanh tay kết nối với em để có thể sở hữu một cái chiếc xe chất lượng như thế này nhá. Đầy đủ điều hòa, lót sàn. Tổng thanh và nội thất thì đây. Sơn zin nhá, đây sơn zin này, có thể thấy đây, đây vẫn là sơn zin này. Đấy, sơn zin chưa đánh bóng gì luôn. Đấy, màu bạc ngay. Nội thất thậm chí là ghế người ta thèm, chưa cả thèm bọc nhá. Ghế chưa bọc đây. Có thể là chưa bọc mà cũng có thể là ghế bọc rồi nhưng nó rách rồi, người ta vứt ra, người ta không bọc lại. Đó, có thể là như vậy.
Nhưng hiện tại thì em thấy là cái phần ghế ngồi vẫn chưa bọc này. Bên phần lưng ghế thì bọc rồi này. Nhưng em nghĩ là người ta sẽ thay ghế thôi. Ghế ra coi người ta thay ghế thôi. Đó. Với mức giá là 205 triệu đồng, đăng kiểm còn từ tháng 11 năm 2022. Và hiện tại những cái mẫu này vẫn đăng kiểm là 6 tháng một lần nhá. Đăng kiểm 6 tháng một lần. Đó. 18N7190 Kia K3000 đời 2009 với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 205 triệu đồng nhá. 205 triệu đồng. Đầy đủ điều hòa, lót sàn, xe cam kết không đụng va chạm gì cả. Máy móc còn nguyên bản, còn zin. Đó. Tiếp tới này. 90H010018 Kia K125 đời 2014. Một mẫu xe tải tải trọng là 1 tấn 25 đủ nhá. 1 tấn 25 đủ. Và thường những cái mẫu xe tải 1 tấn 25 đủ bên em sẽ thường báo với cái mức giá là 240 đến 245 triệu đồng. Và trong ngày hôm nay sẽ để các bác mức giá ưu đãi nhất, đó là 240 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng cho anh em thiện chí khi sở hữu cái mẫu xe này. Trang bị đầy đủ điều hòa, nóc sàn, thùng có thể mở cánh rơi nhá, thùng mở toàn bộ cánh rơi. Thuận tiện cho các bác là chở các mặt hàng như là hàng hoa quả này, khá là ok với cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay nhá. Anh chị em quan tâm nhấc máy gọi điện cho em ngay để sở hữu cái mức xe với mức giá ưu đãi hơn nữa. Ồ, ok. Và sau đây cùng đến với cả một cái mẫu xe biển số 19H01734, cũng là một cái mẫu xe dòng xe Kia K3000 nữa. Cũng là một cái mẫu xe đời Upshot nhá, và cùng cái mức giá là 252 triệu đồng cho mẫu xe này. Có bớt nhá, 252 triệu đồng có bớt cho anh em thiện chí nhá. 19H01734. Đây, Kia K3000 2013 với mức giá là 252 triệu đồng. Có riêng là 2013 thì phải nói là có rất là nhiều sự lựa chọn nhá. Rất là nhiều sự lựa chọn cho những cái mẫu xe này luôn. Rất là nhiều sự lựa chọn. Đấy. Ghế bọc da chân nỉ này, đó. Rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị em. Là thành thùng inox nhá, thành thùng inox rồi. Đó, thành thùng inox rồi này, đó. Kia K3000 2013. Tải 1 tấn 4 hạ tải xuống 1 tấn 1 với mức giá là 252 triệu đồng nhá, 252 triệu đồng. Đó. Thì ok, đó là vừa rồi, đó là những cái chia sẻ về một loạt những cái mẫu xe dòng xe Kia K3000. Bây giờ chúng ta cùng đến với cả những cái mẫu xe dòng xe Kia K190. Hiện tại K190 em chỉ còn một mẫu xe duy nhất, 21C07822. Kia K190 đời 2017, tải trọng là 1 tấn 9, thùng dài là 3m25. Sử dụng hệ thống treo bánh trước bằng thụt nhún càng trẻ. Và với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này nhé, là 275 triệu nhé, 275 triệu đồng cho mẫu xe này. Anh chị em mà quan tâm kết nối em ngay, đi sử dụng thùng treo thùng nhún, đi rất là êm ái nhẹ nhàng. Mức tiêu hao nhiên liệu cho mẫu xe này chỉ rơi vào khoảng tầm 7-8 lít dầu trong 100 cây thôi nhé, 7-8 lít dầu trong 100 cây thôi. Đó, năng lượng thiết kế quốc gia này, đó, tương đối là đều xe. Đăng kiểm còn tới tháng 3 năm 2023, đăng kiểm còn rất là dài. Đó. Ok, thế vừa rồi đó là cái mức giá của mẫu xe này, 275 triệu đồng cho mẫu xe dòng xe Kia K190 đời 2017. Đó, anh chị em mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe nào thì vui lòng kết nối em ngay. Và còn rất là nhiều những cái mẫu xe ở đây. Rất là nhiều những cái mẫu xe để cho anh chị em có thể tham khảo. Nhấc máy gọi điện cho em để có thêm thông tin chi tiết và em tư vấn nó kỹ càng hơn về những cái mẫu xe dòng xe bên em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video chia sẻ báo giá nhanh những cái mẫu xe mới về dòng xe Kia K3000, K2700, tầm tiền từ 145 triệu bác nhá. Tầm tiền từ 145 triệu. Anh em nào quan tâm nhấc máy gọi điện cho em ngay để có thể sở hữu xe với mức giá tốt nhất. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ báo giá lần sau. Em là Trọng Xe Đẹp. Và khoảng tầm trưa nay và khung giờ 11 giờ trưa sẽ có thêm cái chương trình chia sẻ livestream báo giá nhé. Vào trưa nay khoảng tầm 11, 12 giờ trưa sẽ có chương trình livestream báo giá trên các kênh fanpage Trọng Xe Đẹp cũng như là Đạt 88. Anh chị em có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ báo giá lần sau.